Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của YouTube của mình nha. Và đầu tiên xin chúc mọi người một ngày tràn đầy niềm vui và nhiều sức khỏe nha mọi người. Hôm nay là một ngày đi thăm bẫy nữa mọi người ơi. Rồi, đây. À, đây là ở điểm mới nha mọi người, hy vọng sẽ có thành quả. Chỗ đây có khu này mình có 3 cái mọi người. Rồi. Đầu tiên thấy xanh xanh nằm đây luôn, ngay mé nắng luôn. Nhìn không? Dính không? Cái nào cũng dính nha mọi người. Có một cái nha mọi người. Hai cái này trước que he, không có dính gì hết. Nặng không? Nặng không? Rồi, cái này dính ô hoành nha mọi người. Được. Em thế cái bẫy vô đi. Ừ, kiến. Cái này ô hoành mini mọi người. Con này hai lạng mấy. Rồi, để hơi bắt ra mình quay cho mọi người xem nha. Rồi, giờ mình bắt nó ra nha mọi người. Mình không có đem cái cây chân quay nên mọi người thông cảm nha. Rung. Máy nó hơi bị rung xíu nha mọi người. Trời em chịu ra không thận. À, để mình tắt máy mình bắt nó ra cái nha mọi người. Bắt nó ra nha mọi người. À, rồi. Con này chắc hai lạng mấy nha mọi người. À, thằng em nó đề đặt thêm hai cái bẫy ở khu vực này nữa rồi. Còn đây giờ mình bắt nó ra nè. Khu địa điểm này mới hy vọng sẽ khá nha mọi người. Rồi giờ mình bỏ nó vô tứ lưới rồi tiếp tục đi thăm nha mọi người. Cá nha mọi người, hai cái nha mọi người. Dính không? Có cước không? Nặng không? Mọi người được không? Đó, cước nè mọi người. Nè, thấy không? Có cước nè, đó. Trắng đèn. Con ngựa này cũng nhỏ chứ không lớn nha mọi người. Rồi, dính con ngựa. Con ngựa này chừng 4 lạng gì. Con ngựa này chừng 4 lạng gì, bắt ra luôn đi cưng. Bỏ ra, tháo ra bắt ra luôn đi, để thăm cái kia. Rồi, giờ mình bắt nó ra nha mọi người. Có bao tay chụp nó không ấy. Bao tay nó bỏ vô không ta. Mang luôn mẹ. Rồi nó gào tiếng này. Nó bay ra nó ra là nó chơi liền, con này chắc nửa ký à. Không xịt lại đi nó thối trúng mặt được á. Rồi bắt bỏ tư lưới rồi đi thăm tiếp nha mọi người. Đổi cái tay đi, cái tay có bao tay đó người ta bắt nó. Hai con. Khu mới này có lý nha mọi người. Tới cái tiếp theo mình quay mọi người xem nha. Đây con cá nha mọi người.
Chìm lắm à. Không thấy cứt là không dính chứ gì. Dính không? Rắn gì vậy? Để đây này. Hành hay ngựa? Con gì? Nó lật lên cái. Tròn. Cái gì? Trời ơi, dính tròn mọi người. Rồi, ăn con gì? Ếch. Rắn. Không? Con rắn nữa đó. Con rắn nè, trộn vô quất con rắn chết rồi mọi người. Rồi, để đây chút xíu bắt mọi người xem nha. Rồi, dính con trộn mọi người. Ghê, ghê, ghê. Đó nha mọi người. Xe bỏ tuốt bên kia. Hơi nữa là hai anh em lên này đi bộ về luôn. Cách chỗ mình thăm có chỗ đặt bẫy với nhà có hai mấy ba chục cây. Rồi con này dính, cái này dính hổ hành mini luôn nha các bạn. Hai lạng chứ gì. Rồi chút nữa mình bắt ra rồi mình quay cho các bạn xem nha. Này con cá nha mọi người. Không biết còn không đây, người ta bẻ cỏ, chắc cỏ rồi, không biết còn không. Dính nè, rắn gì vậy? Đây dính con hổ hành rồi nha mọi người. Lên nằm cầm nha. Bự không? Hằng này ba lạng chứ. Rồi, dính rồi nha mọi người. Rồi, xíu bắt ra mình quay cho mọi người xem nha. Có người mới chạy qua mình cũng không dám nói chuyện. Này dính rồi nha mọi người. Đấy, con tròn với hai con hổ hành mini. Từ lưới. Xử lý này, bắt xong mình xử lý mấy cái bẫy này rồi mình đi thăm tiếp nha mọi người. Rồi. Con này cũng trọng à, 200 mấy gram, không có rắn bự mọi người. Thấy mấy anh em đặt khu vực phía cái này. Ra đó, đó, nó ra đó. Đó, nó nè. Con hổ ngựa trong túi nó nhào ra luôn nha mọi người. Tưởng thì ở đâu là mất ăn mà bắt hổ hành, bỏ hổ hành vô mà hổ ngựa nó chạy ra rồi luôn. Thấy mấy anh em đăng cái khu vực Gò Đông này rắn quá rắn, mình đây mình bắt không có nè, này họ chưa thấy rắn bự. Cái cần hơi chỉnh xử lý xong. Cái kia đây con hổ hành nè mọi người. Đó giờ không có bắt con tròn, giờ chắc lấy túi lưới trùm vô bắt nó, không biết bắt cách nào đây nữa nè. Bỏ ra luôn rồi nè. Rồi được 4 con. Đang hơi nữa mình cân con tròn nó nhiều ký nha mọi người. Bắt con tròn nha mọi người. Tròn này chắc chừng nửa ký hả? Chừng nửa ký không? 5 lạng. Lấy ra coi. Lấy ra. Con tròn. Nó vô nó dứt con hổ hành chết queo luôn nha mọi người. Đây. Vô nó dứt con hổ hành chết queo luôn. Dữ thiệt. Tròn này không tới 5 lạng. Ừ, bỏ vô túi lưới. Rồi, giờ lấy túi lưới bắt nó ra nha mọi người. Rửa ngay bẫy lại đi. Lấy túi lưới bắt ra xử lý rồi rửa mấy cái bẫy này luôn. Trùm vô trước đi. Tay chân cẩn thận, răng bén lắm. Thôi trúng nước nó luôn chứ giờ cái mùi này thơm quá rồi mọi người. Khẹt khẹt. Đó, đó, nó khẹt đó. Vô nó dứt hổ hành vô trước, vô nó dứt hổ hành luôn. Bóp, bóp hơm, thò tay vô bóp hơm. Thò tay vô sâu một chút bóp cái hơm. Chạy đâu mà chạy. Nó để canh nó quay đầu qua bên kia á kìa. Đó.
rồi lấy cây nữa đè cái kia xuống cho chạy vô. Nằm trong máy em lấy ra con cây mà nè nè, nó quay đầu ra đó đó, thò tay em đẩy cái hôm đó. Đừng có rồi nha mọi người, vô túi rồi để mình rửa cho nó sạch sẽ đi, với nó chung với con rắn này thơm quá thơm rồi, mình cân coi nó được nhiêu ký nha mọi người, mấy lạng nha. Rồi giờ mình cân thử con tròn này nhiêu nha mọi người, rồi nửa ký luôn cái túi lưới.